Tớ tưởng là mang xuống để cọ luôn thế. Cảm động. Vâng. Thấy có như trên là bác thế. Vâng. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày 25 tháng 10 năm 2020. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì nhà em lại vừa hoàn thiện xong một bộ trường kỳ chất liệu gỗ lim của một khách hàng tại khu công nghiệp Thị Vân, thành phố Việt Trì. Trước khi bàn giao cho khách hàng thì có quay lại video clip làm kỷ niệm và giới thiệu đến mọi người. Bộ sản phẩm này thì được làm theo đơn đặt hàng của bác Hà Long tại thành phố Việt Trì. Trước mặt quý vị thì em có lướt qua tổng thể bộ trường này. Bộ trường là có kích thước là thuộc hàng đại, ghế dài là 2m17. Chất liệu gỗ sử dụng là chất liệu gỗ lim. Đi vào chi tiết hơn mọi người. Đây, trước mặt quý vị đây là hình ảnh của chiếc ghế dài thứ nhất này. Phần chân này, chân quý vị là chân 11 chỉ nhé, quý vị nhé. Chân là chân, phần chân là 11 chỉ. Phần yếm là được chạm mẫu ngũ phúc, yếm chạm ngũ phúc triện tàu, chạm ngũ phúc triện tàu đây. Hàng ngang cũng như là phần mộng mạng thì là cực kỳ là sắc nét luôn. Toàn bộ đầu tay là đục xoắn ốc, rất là hàng rất là đặc trưng của chúng tôi là đầu tay là đục xoắn ốc rất là đẹp. Yếm đây, cũng là đây quý vị này. Là chọn lọc rất là đẹp nhé, và khách hàng cũng đã lên là xem phần mộc của sản phẩm rồi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện lên cái chất liệu gỗ lim, bộ trường kỳ sử dụng chất liệu gỗ lim. Ánh sáng hơi và em chút đây quý vị, phần ván mặt đây, ván mặt của bộ trường này là ván mặt liền một tấm vân gỗ hoàn toàn tự nhiên, rất là đẹp. Cái chất lim này, gỗ lim này thì là nó chắc nặng thì quý vị đã quá rõ về gỗ lim rồi, cũng không phải giới thiệu nhiều về cái loại gỗ này nữa, chỉ quay về chi tiết như mẫu mã của bộ trường này thôi. Đây là phần cuốn tay. Tại chiếc xe tôi là đang đến để chuẩn bị cho bộ trường này đi. Đây, chiếc ghế dài thứ hai đây. Phần vách ghế chúng tôi là đục tứ quý tùng trúc cúc mai quý vị nhé. Bốn vách là tùng trúc cúc mai, ở giữa này thì là vách sen này, đây là cảnh mai này. Đó. Bên trong này, trong này là cảnh trúc này, hai phần đối bên kia là tùng cúc, ở giữa thì là sen cò, điểm giữa là sen cò, chúng ta gọi là điểm sen cò. Hàng đã hoàn thiện BU rất là đẹp, toàn bộ đường nét thì trau chuốt rất là nét này. Đó, quý vị tham khảo ghế trường này. Giá cả thì cũng rất là hợp lý thôi, cực kỳ là phải chăng. Yêu cầu có liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám này ở tại Phú Thọ. Đây, phần tíu đây, bàn tíu đây, mặt này vân cũng gỗ mặt này rất là vân quý vị nhé, vân gỗ rất là đẹp. Hôm nay tôi quay ở ngoài đường này, xe cộ nó đi lại hơi nhiều, khá là ồn. Quý vị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới số điện thoại là 0987 510 86. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Phúc Tổng Kê Phú Thọ, website là đồgỗtùng8.com. Tổng thể bộ trường này rất là đẹp. Thì cái ghế trường kỷ này, quý vị mà chúng ta có nhà vườn hay nhà cấp 4 thì ngồi rất là hợp, như là các cụ thì rất là thích ngồi ghế trường kỷ bởi vì cái tư thế ngồi nó cực kỳ là thoải mái. Chúng ta có thể ngả lưng vào cái phần tay này quý vị này, ngồi rất là thoải mái, như là cao ráo. Nó lại gọn gàng nữa. Ngồi rất là thích. Nhà cấp 4 hoặc là nhà vườn sử dụng thì là nó hợp lý. Đây là phần đằng sau. Phần đằng sau cũng thế. Gỗ rất là đẹp. Gỗ rất là đẹp quý vị nhá. Nhưng mà hàng đã hoàn thiện cực kỳ là sắc nét rồi. Ok, xin chào mọi người. Ngủ quên à? Chịu anh.